Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã hoàn thành xong cho em 24 câu trắc nghiệm trong 4 clip, đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần tự luận phần B nha. Phần này thầy nghĩ dễ thôi. Hoàn thành chuỗi biến hóa xong, nghĩa là chuỗi phản ứng. Ở đây trong đây có mấy phản ứng này? 1, 2, 3, 4 và đây là của sắt ha. Thầy sẽ ghi phản ứng thứ nhất. Ở đây từ sắt qua sắt clorua thì chắc chắn ở đây vị trí số 1 này chúng ta phải cộng cái gì? Cộng HCl. Các em không được chọn với clo nhé. Nếu em cộng với clo thì Fe mà cộng clo thì ra là FeCl3 chứ không phải là FeCl2. Các em hết sức lưu ý như vậy nha. Chỉ có thể cộng với HCl thôi nha. Bạn nào mà chọn với clo là sai. Hiểu chưa? FeCl2 cộng với hydro. Mình thấy đây là 2. Phản ứng số 2. Từ FeCl2 mà đây các em thấy độ gốc này, đây là clo mà đây là OH này, em thấy. Thì chứng tỏ trong đầu mình phải nghĩ ngay cộng với một bazơ nào đó, một cái bazơ. Bazơ nghĩa có nhóm OH. Như vậy ở đây chúng ta thông thường thì chúng ta chọn thầy là NaOH. Rồi chứ nào. Thì đây tạo thành là FeOH tất cả 2 lần cộng NaCl. Ta công bằng đây 2. Và đây 2. Và phản ứng số 3. Từ 3 giờ lại về muối. Từ 3 giờ mà về muối thì chúng ta nên cũng chọn với một axit. Mà đây độ gốc OH thành clo thì chúng ta tốt nhất nên chọn HCl. Ha. FeOH tất cả 2 lần cộng HCl tạo thành muối và nước, đúng không nào? Muối và nước. Đó, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ mình đây là 2. Đây 2. Vị trí số 4. Muối, các em thấy muối không? Chứng tỏ ở đây là chúng ta phải cộng một cái nhôm nào đó. Mà ở đây các em thấy trong cái dãy điện hóa kim loại á thì nhôm thì nó mạnh hơn sắt. Chứng tỏ chúng ta chỉ việc cộng kim loại nhôm thì nó sẽ đẩy thằng sắt này ra để thế chỗ vị trí này. Chúng ta chỉ cần chọn nhôm thôi, kim loại nhôm là ok. Nếu như trong bài toán thì cái này đó chính là cái phần bài tăng giảm khối lượng. Tăng giảm khối lượng tạo thành nhôm thì có hóa trị 3 đẩy sắt ra bên ngoài này. Ta tiến hành cân bằng đây 3, đây 2 thì đây 3, ở đây 2, đây 2 và đây 3, xong. Rõ chưa? Thầy nghĩ ai làm cũng được ở cái phần này và lấy 2 điểm rất là dễ nha. Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 2 em nha. Ta đi sang bài số 2. Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam bột nhôm vào một lượng dung dịch CuCl2 nồng độ 1,5 m. Đây người ta đang cho nồng độ mol ha. Được thu được chất rắn A màu đỏ. Màu đỏ đây chắc chắn là đồng này. Dung dịch B. Dung dịch B. Đó chính là AlCl3 đó. Tính khối lượng chất rắn A, nghĩa là tính khối lượng của đồng này. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ có phương trình phản ứng. Nhôm ở đây là vừa đủ. Vừa đủ nghĩa là không dư cũng không thiếu đấy. Thì nhôm thì trên cái dãy điện hóa kim loại thì nó sẽ mạnh hơn đồng. Nó đẩy đồng ra để tạo thành AlCl3 cộng đồng này. Đây cái tủa màu đỏ này. Như vậy thì ở đây A ở đây đó chính là đồng. Dung dịch B đó chính là thằng này này. Tính khối lượng mà chắc đáng A nghĩa là tính khối lượng của đồng. Các em hiểu chưa nào? Câu A này, khối lượng của Cu là bằng bao nhiêu? Để tính khối lượng Cu thì chúng ta phải dựa vào số mol của nhôm 32,4 chia cho 27. Phải 2 mol em.
Bây giờ chúng ta tiến hành cân bằng để mà chúng ta suy ra số mol ha. Ở đây clo đây 2 đây 3 thì chứng tỏ bội chung nó sẽ là 6. 6 chia 3 được 2, 6 chia 2 được 3 nhân ở đây 3 đồng, ở đây 3, ở đây 2. Được chưa? Mục đích ta ở đây để tính khối lượng của đồng thì chứng tỏ đây là, các em thấy này, đây là 2 mol. Cứ 2 mol này thì 3 mol đồng đây. Mà đây số mol đây là 1,2. Thì chúng ta sẽ suy ra ở đây chúng ta có 3/2 nhân 1,2. Như vậy chúng ta có là theo phương trình phản ứng, ta có số mol của đồng sẽ bằng 3/2 số mol của nhôm. Đúng chưa nào? Sẽ bằng 3/2 nhân cho 1,2. Em lấy 1,2 chia 2 bằng 0,6. 0,6 nhân 3 bằng 1,8 mol. Cái này khỏi cần bấm máy tính nhẩm. Từ đây thầy suy ra cái khối lượng của đồng sẽ bằng 1,8 nhân số 4. gam. Rồi. Tiếp tục. Tính thể tích dung dịch CuCl2 đã dùng cho phản ứng trên. Nghĩa là ở đây chúng ta cần phải tính cái thể tích của đây. Theo công thức đó chính là gì? N sẽ bằng CM nhân V. CM ở đây đã có 1,5 là chỗ đây này. Mà mục đích ta đi tính V thì chứng tỏ chúng ta cần phải tính gì nữa? Tính số mol của nó. Nếu có số mol rồi thì chúng ta lấy số mol này chia cho CM thì ra được V. Hiểu chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ suy ra đây. Chứng tỏ thằng đây với thằng đây số mol bằng nhau này, chứng tỏ thằng đây sẽ bằng 1,8 mol này. Câu B, ở đây chúng ta cần tính thể tích của anh CuCl2 bằng bao nhiêu, đúng không? Như vậy thì chúng ta có là theo phương trình phản ứng, ta có số mol của CuCl2 cũng sẽ bằng 3/2 số mol của nhôm, sẽ bằng 3/2 nhân 0 à thầy nói nhân 1,2 sẽ bằng 1,8 mol. Ở đây CM của CuCl2 sẽ bằng 1,5 m theo đề bài, theo giả thiết á. Từ đây thầy suy ra V sẽ bằng số mol chia cho CM sẽ bằng 1,8 chia 1,5. Chỉ bằng 1,2 lít. Hiểu chưa? Tiếp tục. Câu số 3, câu C đấy. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho dung dịch B. Dung dịch B là thằng này này. Đây chính là dung dịch B này. Tác dụng với dung dịch NaOH dư. Được không? Dư. Nghĩa là ở đây chúng ta phải nhớ, nó khó chỗ đây là lấy NaOH dư này nha. Dư các em hiểu nào? Như vậy dung dịch B này chúng ta sẽ có là AlCl3 cộng NaOH, ở đây nhớ lấy dư nha. Thằng này dư nha. Thì đây tạo thành AlOH tất cả 3 lần cộng NaCl tức cộng bằng 3. Cái bài này nó khó và đánh đố mình một xíu. Hơi khó một xíu là gì? NaOH dư thì nó lại tác dụng được với thằng này tiếp, nó lại làm tan cái tủa này. Các em hãy lưu ý nhé. Như vậy thì bài này mà bạn nào chỉ viết một phương trình phản ứng này là sai. Không phải sai mà là thiếu. Thiếu nghĩa là gì? Tại vì NaOH này khi người ta lấy dư thì tiếp tục nó lại làm tan cái tủa này. Nghĩa là các em sẽ tiếp tục lấy cái tủa nhôm AlOH tất cả 3 lần cộng với NaOH dư tiếp, tạo thành muối natri aluminat NaAlO2 cộng hydro. Được không nào? Như vậy thì từ cộng với nước, nhầm. Ở đây chúng ta công bằng đây là 2 nha. Hiểu chưa? Đó. Bài số 2 em. Các em hết sức lưu ý nha.
Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em những cái đề tiếp theo nếu thầy đánh nha. Chúc em thi tốt và đạt kết quả cao trong cái kỳ thi học kỳ 1 này. Bye bye các em nha.